Đến được một bánh mì bằng tiếng Anh đi. 10 đồng cho cô chuột túi. Cô mua lấy 8 que kẹo. 1 đồng 1 que kẹo. Không bằng đâu cây lắm. Cô trả lại 10 đồng cho cô con. Chi chi ta lại chẳng tám chấm hỏi lượt con ngược chết chừng ba dương hỏi lượt ủa ủa để đừng mi chi chi đừng đừng nhắc lại nữa đấy. Con gửi chết chơi ba là quá quán là cửa hàng trả cô chụp túi một lần âm nè cô chụp túi thêm lại cô con tặng cho cô con một cái nè anh hai anh em vui không vui không mi ơi ba con vui sướng hai con tăng trở về nhà rồi